Xin chào anh em, hôm nay em Minh đóng mic lại lên tiếp một cái cặp lồng chè lửa 84 nang full che chạm bi vạn cho anh em tham khảo nha. Cái mẫu lửa này là đường kính là 54, 84 nang và cái chiều cao là 60 cả chân nha mọi người. Chạm vạn bi này thì cái mẫu này nó khá là cổ điển rồi ha, cũng không cần giới thiệu nhiều. Mình chỉ quay gần gần giới thiệu cặp lồng cho anh em coi thôi. Thì anh em quan tâm đến cái cặp lồng bi vạn lửa này, thì lửa thì em mình làm tới từ 76 80 cho tới 110 nang, cho nên là tùy cái nhu cầu anh em đặt size bao nhiêu á thì có thể báo em rồi em làm theo ý ha. Thần trao móc rồi tất cả các cái vanh rồi là đi bi hết nha mọi người. Đó, bi hết. Còn cái phần cửa nè. Đó, cửa thì chạm vạn đi bi chạm vạn ha, phần tan nè, chân vạn nha mọi người. Đây, kẹp bi bỏ bi luôn. Để mình sẽ quay cái mặt bỏ bên hông, mình quay luôn cho mọi người coi nè. Đây là phần gối cầu cống và cái mặt bên hông bỏ nè, đôn trên nè, bỏ cầu cống chạm vạn cũng sắc nét lắm nha mọi người, che già đẹp ok. Đây là một trong cái mặt chân sau nè. Cái này thì cũng vậy thôi. Coi 84 nang bi vạn hàng sẵn rất là đẹp. Đó, mọi người quan tâm có liên hệ trực tiếp với Minh ha, cái website là minhungmich.com và các fanpage là lòng chim minhungmich. Lòng rất là đẹp. Anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.